quay tôi lên mạng đây thầy tôi chửi tôi tôi này tôi này. Tôi xin chào mọi người nha, hôm trần bắt gặp được anh Khoa ở đây rồi mọi người ơi. Nam mô Phật, con chào thầy. Thầy ơi, con tặng đồ rồi thầy ơi. Thầy ơi, ăn trái lụa rồi thầy. Gửi thêm cho thầy đi. À, thầy ăn trái lụa gửi thêm cho đò, thầy đòn trái lụa đi. Lâu lắm mới được thấy anh Khoa mà thầy ơi. Qua. Thầy ơi. À, anh Khoa đang đi khất thực mọi người ơi, bởi vậy không có tương tác gì nhiều. Tặng cho thầy đòn trái lụa đi. Mới gửi cho anh Khoa chút đỉnh đó mọi người ơi. Giờ mặc áo sư rồi, làm thầy rồi, lâu lắm hơn chừng mới gặp anh Khoa ở đây ha. Khoa ơi. Dạo này nhớ Khoa quá, Khoa ra nhóm chơi Khoa. Quay tôi lên mạng đây, thầy tôi chửi tôi, tôi về chung đây. Bây giờ tôi ở chung nhau thầy rồi. Quay lên mạng tôi chửi đó. Thầy tôi chửi tôi. Để như tôi tu tập đi được không? Thầy tiếp tục đi rồi mọi người ơi. Khoa ơi, bữa nào ra nhóm chơi Khoa. Mọi người nhớ Khoa lắm Khoa ơi. Khoa. Thầy ơi. Con nói thầy nghe thầy. Thầy đứng ở đây con khất thực cho thầy. Rồi thầy băng qua rồi, hơn chừng chạy xe chạy không kịp rồi mọi người. Để hơn chừng chạy quanh kia. Thầy leo luôn rồi. Giờ hướng dần chạy qua đây mọi người, quanh lại kiếm thầy. Thầy giờ trốn hơn dần rồi đó. Hôm nay bắt gặp được anh Khoa mình kể mọi người hỏi sao mà không quay anh Khoa thì hôm nay thấy anh Khoa quay chia sẻ cho mọi người biết hả. Mập nó cũng quay lại hết kiếm thầy. Chồng mới vừa quay lại mọi người. Cô nói gì hả cô? À kêu.
À, cô này chỉ cho anh Khoa lại khớ thật. Giờ Khoa đi về, Khoa cũng hết tương tác quá. Rồi thôi để Hân Trần kiếm nè. Đó chùa đó Việt Nam Quốc Tự á. Ờ, ngay chỗ chùa, ngay chỗ nhà hát Hòa Bình á. Ổng sợ sư phụ ổng la, ổng không cho quay trên mạng. Thôi giờ anh em đi thôi, để đi để bữa khác. Thế nào cũng gặp à. Giờ anh em tiếp tục đi mọi người ơi. Tao tu mà gặp quỷ á. Tu gặp hai quỷ nó ám à mọi người. À, đi bộ cũng giống như là thầy Thích Minh Tuệ à. Giờ này cũng tầm khoảng 10 giờ mấy sáng gặp thầy ở đường 3 tháng 2 à. Nãy tụi em mới gặp anh Khoa mọi người ơi. À, tụi em tiếp tục đem đồ vô tặng cho một cái cơ sở trẻ em khuyết tật ha. Rồi. Thầy gặp anh Khoa thấy sao? Thấy có khác không? Thấy đen hơn phải không? Đen mập hơn. Mập hơn hả? Dạ, đen hơn. Dạ, con. Dạ, con. Rồi để đó kinh vô mà anh tay kinh không được. À, mấy em đang ăn ở đây à mọi người, rất là đông luôn. Nay ăn cơm với gì à, cô? Đang ăn luôn rồi mọi người. Đó. Bé dễ thương quá. Bé này mấy tuổi rồi cô? Ba. 2 tuổi. Béo đỏ này 2 tuổi. Phương, lấy giùm cô cái tô đi Phương. À, cứ giờ này là mình ăn cơm hả cô? À, mập lấy đồ ra mập. À, hôm nay tụi con đi đem rất là sữa chua, dâu cho mấy bé với bánh lăng nữa. À, nước mát nữa. Và đặc biệt thì có 5 kg chả lụa rất là ngon. Cái này cô để ngăn đá một con cô. Lấy một cái bàn đi bỏ đây cho chú, bỏ cái bàn nó luôn cần tròn. Đây phía bên đây. À. Chú chào con. Đây bên đây mẹ em tiếp tục là ngồi xe lăn mọi người. Hay quá, đem lên trước thì phải phải làm. Cô định làm bánh lăng cho mấy em à hả cô? Ở đây cũng là sơ luôn ha mọi người. Rất nhiều sữa chua, bánh lăng và ua. Dạ chả nó ngon cực kỳ luôn á cô. Bên con bán á cô. Rồi Mạnh Thường Quân mua ủng hộ. Rồi con đem qua đây con chia sẻ yêu thương. Dạ cảm ơn em. Mỗi người một tay. Cái gì cháu không đi ăn thì cháu rất là thích. Cho bên em luôn. Chả này còn nóng hổi mọi người. Nóng à. Dạ bên em luôn. Con cứ để tượng trưng thôi cô. Dạ. Dạ.
Hiện tại giờ cơ sở mình còn nhiều người không con? Tất cả 83 em. Dạ. 83 em, bên này là 40 em, nhưng các em đi học chưa về. Thì bên kia là 43, bên này là 40. Dạ. 83 em tất cả. Bên Nam thì đông hơn bên này. Hưng Trần cũng cảm ơn chị gái, cảm ơn chị Xuân Trà Xanh đã ủng hộ cho những cái phần quà cho các bé ăn. Ai cũng dễ thương, chậm lần mấy chục. Rồi, chào mọi người đi con. Chào mọi người đi. Cô chú cho chúng con một số cái món ăn thích nè. Bé này lanh lợi dễ thương nhất. Còn bé chồng hơi mập nha. Năm nay có ăn cơm chiên nữa thì phải. Cơm còn em còn lại bỏ thêm dạ. Mì, ủa sao bé này ăn cháo cô? Dạ. Tại sao không nhai được, không có răng hay sao cô? Mấy em không có phản xạ nữa. Dạ. Nó phải cắt nhỏ ra, phản xạ cái răng không có. Không biết là mình cho ăn là chết, tại vì nó không có nhai được. Dạ. Cái bàn nó không có nhai được. Cái nút nuốt ngập rồi nuốt lên. Cô nhớ là lát hồi sữa chua vô đồ để ngăn đá còn nha con. Dạ. Em cảm ơn. Ngăn đá hay ngăn lạnh gì cũng được. Chả giò cũng rất chả lụa rất là ngon nha cô. Dạ. Đây hình như còn mấy bé ngồi ở phía trước kia nữa mọi người. À. Xay hả con, phải xay ra mới ăn hả con. Nhìn mấy bé ăn thì thật tình mà nó rất là cảm động luôn mọi người. À, có người ăn mà cứ đổ đổ dính miệng lum. Bạn nào ăn dỗ được một mũi dưa u nha. Nhất là bạn này nè nha. Nhất là bạn áo đỏ đó, ăn giỏi được tặng một hũ dưa u. Ăn nhanh lên, ăn giỏi đi. Con cũng vậy. Đang con bé con giỏi nha. Đang bị cơm trên dây nè. Để mấy bạn nhanh thì được này, nhanh lên. Đó, thấy không? Được tặng liền luôn. Thích không? Vô này rất là ngon nha. Chả lụa ngon lắm á cô. Chả lụa đó chắc cơm trên dây nha. Nói còn mấy em nữa mà đó, đó xa, có người phải nằm trong cái lòng. Phải chia bên nữ với bên nam hả cô? Cái hộp mốt làm vô hả cô? Trăm mấy chục em vậy cực lắm không? Không phải đơn giản. Cũng chúc cô nhiều sức khỏe để cô có sức khỏe trăm mấy em. Đây là hoàn cảnh toàn là hoàn cảnh đặc biệt không? Bé này hình như bị khiếm thị. Mấy người bị khiếm thị luôn. Tiếp tục bỏ cơm rồi cho mấy bé. Bé đó ăn hay đổ ra ngoài hả cô? Dạ.
ngủ khó khăn lắm. Thì chừng kết bạn áo đỏ lắm rồi. Sao giống như lai tây vậy con? Lai tây hả con? Đó, bạn này Việt kiều, bạn áo đỏ này Việt kiều nha. Biết nói tiếng Việt không con? Hello. Dạ. Dạ. Giờ chắc quên tiếng cha mẹ đẻ luôn rồi. Dễ thương ghê. Bỏ chạy từ nhỏ. Thôi anh em mình cũng xin phép cô. Rồi mấy chú về nha mấy con. Rồi về mấy con nha. Các con ăn bị nha. Dạ, dì cảm ơn nhiều nha, chúng ta bye bye rồi, các nha. Dạ, đến nay xong mới bạn học giao học bạch phai phai dữ vậy, hay. Ăn chừng kết thúc clip này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, đặc biệt hai chị hôm nay tài trợ cho nhóm đi tặng máy ấm.